Ok, chào các bạn, mình là Jujun Juzi và chào mừng các bạn đã đến với Tai Ương. Đây là một con game kinh dị của Việt Nam và rất là nhiều người đã ngóng chờ. Tức là chờ từ năm trước cho tới năm nay luôn các bạn. Rất là mừng bởi vì cuối cùng nó cũng đã ra mắt rồi. Game này nó lấy bối cảnh tại miền Nam, cụ thể là Sài Gòn. Thì tôi đã không có chơi demo. Game này nó ra tổng cộng là hai cái demo nhưng mà tôi không có chơi cái nào hết. Tôi quyết tâm là giữ cho mình chinh nguyên để mà hưởng hết cái bản chính thức này. Ok, cùng tôi chơi thử ha. Let's go. Trời ơi, thấy chưa, con cái là chờ cho mày đặt đi. Thấy chưa, con cái là chờ cho mày đặt đi cầu kiến chi. Con Huyên này nó xui xẻo rồi. trời má luôn. Hình như là cái thằng Huy mới là xui xẻo à. Wow, có giọng Bắc luôn à. Nhà gì đâu mà cha mẹ chết, em gái chết, tùm lum người chết. Hay gớm. Nãy giờ mấy cái camera chạy bằng cơm các bạn, nó đang nói xấu tôi, xong rồi nó thấy tôi tỉnh dậy cái nó nín bỏ đi đâu mất tiêu trơn rồi nè. Vậy là mình là nhân vật chính, mình tên là Huy các bạn. Gia đình của anh Huy này là trời đất ơi, cha mẹ chết, em gái chết, nhưng mà tại sao ở đây chỉ có hai cái quan tài vậy? Ui, mình vẫn còn nghe văng vẳng cái tiếng của tụi nó các bạn. À, tức là nó đi ra rồi nhưng mà nó vẫn nói. Đúng là mấy cái camera chạy bằng cơm. Đây là ba mẹ của mình. Cần phải bật máy tụng kinh trước khi mà hành lễ. Rồi, mở nến lên. Wow, mình vẫn còn nghe cái tiếng luôn nè các bạn. Mẹ nó xuống dưới tạp hóa tôi mua hoài. Cái lời hỏi rất là nhiều luôn. Cả tháng chứ. Thú vị phết. Cái gì đây? Cáo phó nè. Gia đình vô cùng thương tiếc thông báo là ông Lê Hoàng Nhật và Đặng Hỷ Loan đã mất tại chung cư Phong Xích Lan. Phong Xích Lan là Phan Xích Long hả? Ôi, vẫn còn nói chuyện luôn kìa các bạn. Làm gì có chuyện đi không khóa cửa kỳ nha. Nghe ghê ghê. Ghê nha, tụi bay mới ghê. Cái mỏ của tụi bay mới ghê. Mấy con quỷ khẩu nghiệp. Bây giờ mình sẽ... mình có thể đi qua bên đây được không? Không mở được. Rõ ràng là nhà của mình mà mình không vô được. Nhà vệ sinh. Ít, tối hù. Ghê quá. Tùm lum mấy con cùi nó bu kìa các bạn. Đây có lu nước nữa. Ôi nào, bật cái nhạc lên đâu. Đây, bật cái máy này lên đúng không? Wow, đúng sắp Việt Nam luôn vậy. Bây giờ mở nhạc tụng kinh lên này. Bây giờ mình sẽ thắp nhang cho ba mẹ và em gái nữa. À, quỳ lại nè. Một cách rất là thân thuộc luôn. Hình như là phải lại bốn lại đúng không? Ba lại. À, có ba lại hả? Nhưng mà mình hay lại bốn lại lần các bạn. Ui. Ai? Ai toàn tan? Tôi. Em gái mình à. Anh hai ơi. Em mình các bạn. Uầy. Vào đi, nó không dám theo đâu. Ai? Ai theo? Đây, chỗ nào đây? Con này gan quá nhỉ. Gan quá nhỉ. Dám vào đây luôn.
Ngồi đi. Ok. Bà này là thầy cúng mà. Sao? Xem chỉ tai hả? Ca này nặng. Ca này nặng. Wow, em gái nào xinh, môi đỏ luôn. Gì đó. Im đi, ngồi im. Im đi, ngồi im. Ồ, thấy có một cái gì đó rồi. Bà làm gì tôi? Đây không phải trùng tang là sao? Cậu vẫn muốn biết đúng không? Cậu vẫn muốn biết đúng không? Được. Mơ đi. Phải tìm. Hãy mơ đi, nhưng mà phải tỉnh. Hình như là cái giọng nói hơi bị nhỏ đúng không các bạn? Mình sẽ đợi một xíu mình chỉnh cái giọng của nhân vật lớn lên một xíu và cái nhạc nó nhỏ lại. Cái giọng của nhân vật nó bị nhỏ hơn so với cái nhạc nền á. Lê Đặng Nhật Huy. Lê ở đâu? Where? Ai kêu tôi? Cái này là cái gì đây? Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm mà. Ngày tháng 5 nè. À, mình đang điền vô cái tờ nữa hả? Yêu cầu trả tiền bảo hiểm. À, vậy là gia đình chết xong rồi đi lấy tiền bảo hiểm đúng không? Lê Đặng Nhật Huy nè. Địa chỉ là Phong Xích Lan. Đi lấy bảo hiểm nhân họ. Bảo hiểm này là bao nhiêu đây? 200 triệu hả? 200 triệu. Ôi, cái tên các thứ rồi đấy. Wait, tiền địa phủ hả? Ơ? Ủa vậy hả? Sao ba? Trời má sướng dữ vậy. Cái gì không? Bây giờ tao chết rồi tao bảo được mớ gì đâu. Bây giờ. Ui, tại sao cái tiếng của mấy đứa bạn camera chạy bằng cơm vẫn văng vẳng bên tai của mình? Vậy là mình có khả năng nghe lén được tụi nó hả? Mình ngủ quên à? Có tiếng chuông. Có tiếng chuông. Tiếng chuông vậy? Đồng hồ báo thức à? 3 giờ sáng. Nghĩ sao cài báo thức 3 giờ sáng à? Cái gì đây? Nhóm xem bói cô Phương. À, vậy là cái bà người Bắc hồi nãy là cô Phương các bạn. Hôm nay mọi người thực hành tới đâu rồi? Có gì thắc mắc không? Thực hành mỗi ngày cứ hễ bị tỉnh dậy giữa chừng thì phải kiểm tra lại tất cả đồng hồ trong nhà. Nếu thấy mọi thứ vẫn ổn thì tiếp tục ngủ. Đôi khi giấc mơ trước sẽ tiếp diễn, hoặc là đôi khi nó sẽ ngắt quãng sang giấc mơ khác. Tuyệt đối không được chạm vào người trong mơ. Nhớ nha chưa? Việc này rất là quan trọng đấy. Hễ mà có tác động vào thì không biết giấc mơ sẽ đi về đâu đâu. Hiểu chưa? Ôi, ai nhắn tin với mình à? Dinh, hôm nay Nhật Huy có lên. Mình không đọc được cái tin nhắn của mấy cái người khác à. Không đọc được cái message của người khác. Quê, Khánh nhờ tôi nhắn. Mình không bấm vô được nữa các bạn. Quê. À, đúng kiểu miền Nam luôn các bạn. Và rất là miền Tây. Quê. Chìa khóa tủ nè. Chứng minh nhân dân. Lê Nhật Huy. Sinh năm 90. Vậy là mình cố tình mình đặt cái báo thức này để mình thức á các bạn. Tức là mình đi vào thế giới trong mơ để mình tìm kiếm một cái gì đó. Tìm kiếm ký ức à. Mình muốn biết vì sao ba mẹ của mình và em gái của mình chết đúng không? Cho nên là mình mới nhờ tới sự trợ giúp của bà Phương. TV thì bị mờ. Gì đây? Tài liệu à? Ui, tại sao cái chữ bị mờ? Một bức hình gia đình cũ. Ui, tại sao cái chữ nó bị bôi đen các bạn? Ồ, nó chưa có cho mình đọc á.
cái chữ nó bị bôi đen. Việc cần làm nè, cần phải kiểm tra các đồng hồ quanh nhà để nhắc gì, để chắc chắn chạy đúng giờ. Viết vào nhật ký những gì vừa mơ. Phải đi ngủ lại trước 15 phút. Cấm chạm vào người trong mơ. Nếu mà mình chạm vào người trong mơ thì sao? Thì mình sẽ không bao giờ tỉnh lại luôn. Tôi nghĩ vậy. Đó là bếp à? Đúng giờ luôn, không rửa bát. Bây giờ chắc là mọi người đều ngủ rồi, mình phải chậm rãi, nhẹ nhàng, đừng có gây tiếng động. Ê, có đôi dép đây nè. Mang dép vô không? Để đôi dép nhưng mà không mang cái vậy. Ở dơ luôn. Hình như cái đồng hồ này hết pin đúng không? Đang cách ly. Ồ, vậy là cái game này lấy bối cảnh của Covid à? Bây giờ mình sẽ hai pin đồng hồ này. Ui, mình chưa có lấy pin. Mình phải đảo lên trên lấy pin các bạn. Mình chưa có pin để... Ê, có điện thoại. Hello. Hello. Cậu điều khiển Lucid Dream quen chưa? Tôi đã dặn luôn về kiểm tra đồng hồ. Đặt báo thức. Viết nhật ký. Ồ, thầy bói điện cho mình các bạn. Người nhà đầu giường. Tuyệt đối không được quên. Sắp đến giờ rồi đấy. Người nhà đã có điều muốn nói với cậu. Nhanh đi đi. Wow. Cái bà thầy bói này cái giọng rất là trẻ nha các bạn. Cái giọng trẻ ấy. Và bà kêu là mình hãy làm quen với cái Lucid Dream. Giờ mình lấy pin ở đâu nhỉ? Lấy pin trong cái đồng hồ này. Ơ. Mình đọc báo thức. Nhưng mà à đây trong cái tủ này chắc là mình sử dụng chìa khóa nè. Mở tủ này ra. Đây, pin con ó nè. Xuống dưới hai pin cái đã các bạn. Cái này phải viết vô à. Ê. Lấy bút nè. Rồi mình sẽ viết. Tôi thấy mình dần hành hụt hơn trong việc thực hành Lucid Dream. Nhưng sao càng lúc mọi thứ càng rõ ràng. Tôi muốn biết cha mẹ của tôi, em gái của tôi, tại sao tất cả đều ra đi một cách đột ngột. Đêm qua trong một bàn tiệc sinh nhật, tôi muốn dừng hoạt động của những con rối để tìm hiểu về điều gì đã xảy ra. Nhưng chị Phương dặn không được tiếp xúc, nếu không sẽ bị hậu quả khó lường. Nếu cứ mơ rồi quan sát như mấy ngày vừa qua thì thật vô ích. Rồi nè các bạn có biết là cái Lucid Dream là cái gì không? Lucid Dream là một cái giấc mơ mà nó rất là chân thực. Mình có thể biết là mình đang nằm mơ. Ở trong cái Lucid Dream đó là cái ý thức của mình hoàn toàn là tỉnh táo luôn nha các bạn. Và những cái chuyện xảy ra trong Lucid Dream là mình có thể điều khiển được ở trong cái tâm trí của mình. Tức là đó là một cái giấc mơ siêu thật. Rồi, bây giờ mình sẽ thay pin nè. Pin con ế. Pin con ế. Ế sao mà lại ế. À, nghe tiếng đồng hồ ghê quá. Rồi, bây giờ đi ngủ tiếp. Khá là chậm rãi nha. Cái animation nó rất là chậm. Rồi, ngủ. Lucid Dream. Ê ơi. Bắt đầu mơ tiếp nè các bạn. Em gái mình đúng không? Em ơi. Sao em không về nhà? Sao còn ngồi đây? Về đi. Không về được. Ok. Mình cứ tưởng là nó sẽ jump scare. Ôi, tôi đang ở trong cái thang máy à.
quá tải 245 kg. Ủa tôi 245 kg à? Sao quá tải? Nếu thang máy không hoạt động, vui lòng thắp nhang. Thắp nhang các bàn thờ à? Đây là tầng 13 lần hả? Bây giờ ừ, nó mở nè. Vậy là cái thang máy này không chỉ một mình các bạn. Có dông đi theo mình. Có dông đi theo mình cho nên là nó nặng đúng không? Game rất là xịn luôn về cái mặt đồ họa. Rất là tốt. Và cái phần lồng tiếng cũng rất là hay. Wow, rộng phết. Wow. Cái chỗ thắp nhang. Cây bút. Cây bút không thể hấp nhang được. Mình cần tìm nhang các bạn. Bên đây tối quá. Bây giờ mình không đi nhanh được nè. Cái vấn đề là nó không cho mình đi nhanh. Nó cho mình đi cứ ờ, nhưng mà nó cũng không chậm lắm các bạn. Cái này là cái chỗ để xe. Xe cúp, xe đạp. Trong đây, ở đây nó có một cái ổ khóa. Nếu trong mơ xuất hiện mã khóa thì nó phải ở đâu đó trong không gian này. Vòng số đầu tiên không di chuyển được. Cái vòng đầu tiên nó bị xét rồi các bạn. Vậy là mình cần tìm 3 số. Bán gấp căn gốc 3 phòng ngủ. Tầm nhìn đẹp thoáng. Nội thất đầy đủ. Chỉ 3 hủ tiếu. Ở đây có một cái chỗ thắp nhang nè. 1, 2. Vậy là mình phải tổng cộng là bao nhiêu chỗ thắp nhang. Cần phải biết nhé. Ui. Oh, cái xác. Cái xác của ai đắp chiếu vậy? Ui. Ui. Biến mất rồi đúng không? Giờ à đây nhang nè. Rồi lấy được nhang. Cái chỗ này là ở đâu đây? Cái gì mà nó tùm lum hết trơn, nó giăng dây nè các bạn. Ờ, bây giờ mình sẽ xếp mấy cái giấy nè. Vậy là mình sẽ dựa vào cái miếng chính giữa ấy. Đây có thể là một cái chữ B9 nè. B9 các bạn. Ôi các bạn nhìn cái thang máy kìa. Nó có một cái dấu đen. 4 cái dấu đen lận các bạn. Vậy là ở trong cái thang máy này là có 4 người. 4 cái dông đang ở trong đó. Cho nên là nó bị quá tải. Để mình đi qua bên đây xem. Bên đây nó có tờ giấy kỳ lạ. Bên đây có nhang nữa nè. Ôi. Hình như mỗi lần thắp nhang cho một bàn thờ thì gì? Chưa đọc kịp các bạn. Ôi. Có một hình bóng hai người ở đây. Đây, nhang ở đây nữa. Mình không biết là mấy cái người này có phải là người trong gia đình của mình không hay là người khác, không biết nữa. À, mỗi lần mà mình thắp nhang thì cái cảm giác trên vai của mình nhẹ đi. À, vậy là mình bị dông bám các bạn. Ui. Đây có một cái tài liệu. Lá thư mẹ viết cho con trai. Con ơi, Tết vừa rồi dì ba có về quê kể cho mẹ nghe chung cư con ở ghê quá. Nào là giết người, nào là tự tử. Nhà mình tiết kiệm thật, nhưng không tới mức phải để con ở cái chỗ như vậy. Ba mẹ bàn với nhau rồi, cuối tháng bày heo tới lứa. Ba bán xong lên Sài Gòn đi kiếm chỗ trọ khác cho anh em tụi bay. Coi cái nào ít dùng thì bỏ đóng thùng bớt đi nha con. Ba lên là dọn đi liền đó. Vậy là cái gia đình này ở miền Tây các bạn. Tức là ở miền Tây lên Sài Gòn để học. Cho nên là mình thấy cái cách nói chuyện nó. Ui. Nhỏ nào đang đứng phía trước kìa. Oh my god. Xe. No. Em gái ơi. Ê, ở đây có một cái xe hủ tiếu à. Hủ tiếu Sài Gòn. Xe hủ tiếu thiệt các bạn. Nó giống ở trong cái xe lơ.
bà đó đang cầu số đuôi các bạn. Đài Cần Thơ gì đó. Đang cầu số các bạn. Cầu cho chúng số độc đắc à. Đây thêm một cái nhang nữa. Ui, ở trong đó. Ui, tại sao trong đây lại có một cái dây treo cổ kìa. Ờ, mình không có đi vô trong đó được. Ui, ê ơi, xe sáo. Xe sáo hả? B9 xe sáo. Cái tờ giấy này. Ui, ở đây nó có một cái hộp diêm. Mình có thể đốt cái tờ giấy này được không? Ok. À, hấp. À, mình sâu vô các bạn. D3 hả? D3 đúng không? D3. Ui. Hai đằng kia hả? Chị. Dạ. Yeah. Chắc là con ma trong đây các bạn. Một người nào đó đã tự sát trong đây. Vậy là D3. D3 C6 B9 B BCD. À, vậy là mật khẩu là 9 9 6 3. Tức là cái chữ cái nó sẽ tượng trưng cho cái thứ tự. Còn cái số nó sẽ là mật khẩu A1. A1 là cái số đầu tiên đó các bạn. A1 là cái số đầu tiên mà nó bị reset nè. Còn cái B là tiếp theo là 9 nè. C6 963. D3 là 3 nè các bạn. Yes. Ôi, đây là phòng ai? Vẫn rất là dơ. Cái này chắc là phòng của chú bảo vệ quá. Ở ngay trong cái chỗ bãi đỗ xe nè. Tài liệu. Một cái sổ tay cũ. Ngày 5 tháng 5 1952. Lễ khởi công xây dựng chung cư Phong Xích Lan. Ngày rằm tháng 7 năm 1958. Tôi là người không tin ma quỷ. Vậy mà sau khi chứng kiến nghi lễ tráng yểm của Hầy Đại Cường, tôi tin hiện tượng tâm linh là có thật. Hả? Ở đây nó có bia 333 nữa nè các bạn. Sao vậy á? Ủa, ở đây có một cái lỗ chó. Tôi chui xuống và tôi thấy một cái bàn hờ. Hy vọng là nó không hù tôi. Tôi nghe tiếng gì á? Gần đây bài báo đưa tin. Ờ? Trời, cái máy này nó tự mở lên luôn á. Hồn ma nữ áo trắng ở trong cái chung cư nè. Có ít nhất là 4 con ma. Mới cái này xem như là nghe chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn các bạn. Người hợp vía sẽ nhìn thấy con ma. Bây giờ mình sẽ thắp cái này nữa. Nào. Tôi sợ nó. Ui. Trời. Được chưa? Quay ra sau lưng. Quay. Cái đồng hồ bị mát luôn các bạn. Ờ. Cái này tắt luôn à. Ờ, bây giờ nó bị. Ồ, lại chào các khính thính giả. Chuyện ma 3 giờ sáng. Thôi, dẹp đi. Thôi kệ đi. Bây giờ tôi đã nhẹ bớt chưa? Tôi đi thang máy được chưa? Cảm giác nó tối tối mà nó ẩm mốc. Nói chung là cái không khí này nó làm cho mình thấy ghê thiệt. Còn một cái nữa là, à, cái chỗ này nãy giờ tôi chưa có đi xuống đúng không? Ở đây còn một chỗ nữa. Let's go. Giảm cân. Phải chi mà thắp nhang làm cho mình. Ui, tiếng gì đây? Ui. Phải chi mà thắp nhang làm cho mình giảm cân thì chắc một ngày tôi thắp chừng 10 lần luôn. Let's go. Giờ đi.
Rồi. Đây là những gì diễn ra trong mơ. Mình đang ở trong cái lucid dream á các bạn. Bây giờ sao không thấy ai chứ? Ôi. Con nít. Lại là con nít kìa. Sao chung cư này mình chỉ toàn là con nít. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm, ba mươi, ba lăm, bốn mươi, bốn lăm, năm mươi, năm mươi lăm, sáu mươi. Trời má, nó chưa bắt trốn các bạn ơi. Bảy mươi, bảy mươi lăm. Mà chết tôi. Tám mươi. Nhanh lên. Nhanh lên. Có điểm rồi. Chín mươi lăm. Một trăm. Em đi tìm đó nha. No, em ơi. Không. Không đi tìm. Bức tranh được vẽ nguệch ngoạc với hình ảnh một người đang đứng trong bóng tối với dòng chữ hãy ở nhà. Trời ơi, sắp bị ma gượt ấy. Tôi tin là vậy. Trời ơi. Chị hồn ma em bé. Em ơi. Ôi, người của nó dán đầy bùa. Sườn. Let's go baby. Let's go baby. Ôi trời trời. Nó chổng ngược luôn. Nó chồng chuối luôn á. Con ma chồng chuối mày. Nó chổng ngược đầu luôn. Thật ra là tôi chỉ muốn quay lại để tôi nhìn thôi. Lần này là chạy thiệt nè. Hồi nãy là tao nhường mày thôi. Chứ đời nào mà mày bắt được tao. Đời nào mà mày bắt được đúng không? Ôi chết. Tôi bị cạn thể lực. Ê mình bị mệt nữa các bạn. Em đau quá trời ơi. Kệ em. Cứu em tôi. Ôi. Nào. Tôi bị em tôi xô tôi xuống rồi. Ngủ chơi bắt trốn mà vậy đi. Chơi bắt trốn mà chơi xô. Hồi nãy tôi nhìn cái cảnh đó tôi thấy giống cái cảnh gì các bạn biết không? Cái cảnh mà vô hạn hành ở trong cái anime Hành Gươm Diệt Quỷ vậy. Nhìn giống cái vô hạn hành ấy. Bây giờ mình đã tỉnh dậy rồi. Tắt. Hoài nhức đầu ghê luôn ấy. Giờ mình không có nhắn tin gì nữa chứ. Có điện thoại đây nè. Alo. Cô Phương. Tôi không hiểu gì hết á. Tại sao em gái tôi lại muốn giết tôi? Nó xô tôi. Đó. Cái tiếng nó vẫn nhỏ các bạn. Cô tập trung ấy thì cậu mới hiểu được. Nhưng mà có thật sự là con bé nó muốn hại cô không? Hay là nó kêu cứu? Cậu nghĩ kỹ xem. Nó xô cậu là vì lý do gì? Nó xô vì lý do gì? Chưa biết đúng không? Vì sao em gái mình lại xô mình? Là vì nó đang gượt mình hay là nó đang cầu cứu? Đúng là nó đang cầu cứu các bạn. Tại vì trong lúc mà mình chạy thì nó kêu anh hai cứu em. Em sợ quá, em đau quá, em lạnh quá. Bây giờ chỉnh đồng hồ và đi ngủ tiếp. Bây giờ giấc mơ tiếp theo sẽ là tới 4 giờ rưỡi. Trời ơi, ngủ kiểu này rất là mệt luôn ấy. Ủa? Bức tranh đám cưới chuột. Ở đây nó có một cái đồng hồ nè. Hồi nãy mình không để ý cái đồng hồ này. Nó vẫn chạy tốt. Ui, bây giờ mình mới để ý là cái thằng này có vẻ là chạy rap các bạn. À, đây còn một cái đồng hồ đây nữa. Rồi.
Bây giờ ba cái đều chạy tốt nhé. Sao bên đó nó chớp nhá ghê quá vậy. Rồi tiếp theo là mình sẽ viết nhật ký nè. Rồi. Mật mã. Trong mơ có những mật mã rất phức tạp. Tôi không nghĩ mình thông minh tới vậy. Có gì đó liên quan tới các bàn thờ này. Đúng là hồi nhỏ hay hái nhưng mà không để tâm. Tôi cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi muốn tiếp tục giấc mơ này. Rồi đi ngủ. Trước mắt là mình thấy cái cách xây dựng câu chuyện nó khá là ổn. Nhưng mà cái tiếng của nhân vật khi mà nói chuyện ấy, cái tiếng nhân vật nó bị nhỏ. Chơi bóng à. Trong rừng có con chó đi mày. Nhưng con chó vô gần để dẫn đường cho con hưu về nhà. Lao. Con chó dẫn đường cho con hưu về nhà. Không biết là con khác thì có. Đánh ra đi. Tao làm cho coi. Nè, con anh Hai Kỳ. Con cua nè. Anh Hai ơi, anh Hai coi nè. Có em nè. Wow. Quay trở về với ký ức hồi nhỏ. Hồi nhỏ là hai đứa này nó chơi chơi bóng với nhau các bạn, chơi múa bóng ấy, hay phết. Có những cái hình mấy cái con mà mình chưa biết bao giờ luôn. Lấy được một cây đèn dầu sử dụng. Mình có thể đây rồi, đèn dầu này không biết có tắt không nữa. Ở đây có ôi mình bị cái gì á. Ê no. Mới lượm được có cây đèn dầu xong rồi xỉu luôn à. Quay trở về cái cảnh hồi nãy nữa nè. Tức là mình bị xô xuống nhưng mà mình vẫn đi lên từ hang mái à. Ok. Đây là cái đường, vẫn là cái chung cư này nhưng mà nó làm cho mọi thứ trở nên hẹp đi á vậy. Con mụ áo xanh xách giỏ. Trời ơi, người gì đâu á. Lấy chồng 15 năm chưa đẻ. Trời đất ơi, cái chung cư này toàn là mấy cái camera. Cái đọc không trái, cái đọc không con. Đây là chỗ đây là nhà của ai? Đây là nhà của thầy cúng đúng không? Có một cái nón lá. Chiếc nón được đan từ các loại lá như là lá cỏ, lá dừa, dùng để che nắng che mưa và có thể dùng làm quạt khi mà cúp điện. Đúng chất luôn. Ở đây nó có cái gì đây? Tàn hồn thực thể âm binh, dẫn hân liều lĩnh, quỷ câu đoạt hồn, hương linh nhân chi sơ tính bản thiện, dân cơm cúng tế quỷ sai mở đường. Vậy là mình sẽ, thứ nhất là mình sẽ dâng hương, thứ hai là mình sẽ cúng cơm. Cúng cơm cho quỷ và hấp nhang cho quỷ. Ở đây có, cần phải lấy cơm để mình cúng ở đây nè. Bây giờ mình không cần cái đèn này nữa các bạn. Uầy, cái chỗ này là nhà của thầy cúng mà. Ủa? Ơ con quỷ đi đâu ra vậy? Hey man. Nào, bây giờ mình quay sang lại cái chỗ ở ngoài nè. Cái chỗ này Thanh Loan, tiệm mai Thanh Loan. Mình vô đây được không? Đây cái tiệm mai chắc là đây là cái nhà của mình đúng không? Phải không? Mẹ của mình là thợ mai à. Lá thư cũ. Tôi đã bói quẻ tượng cho nhà nữ rồi. Nhà nữ bị âm khí quấn lấy. Bản thân nữ có hạn phá toái ở cung tử tức. Đường con cái khó khăn. Sắp tới ngàn năm có một nguyệt thực vào thời điểm tháng 7 âm lịch. Tôi sẽ cúng giải hạn cầu xin vượng nam cho nữ. Chỉ cần nữ sinh được vượng nam ắt thời vận thanh hông, gia đạo an yên, công danh sự nghiệp thăng tiến. Hay tên là lợi danh hèn chi. Hay lợi danh quá trời luôn.
Các bạn nhìn cái này nè, nằm ở trên đi quăng xong rồi trải chiếu rồi văn mùng. Mình tìm được một cái chén nè, ăn cắp cái chén. Ôi bé, không kéo cái tủ này ra được, chắc là mình phải lấy cái con này ra. Bây giờ cái đồng hồ nó cũng bị mát luôn rồi. Ôi, sao đây là nhà vệ sinh? À, đây là nhà bếp các bạn. Nhà bếp các bạn nhìn nè, đúng kiểu hồi xưa luôn. Hồi xưa nấu bằng mấy cái này, nhưng mà nó bị xét chứ. Thường là mấy cái nồi niêu xông chảo ngày xưa là nó hay đen đen cái này. Cơm. Múc cơm đúng không? Múc cơm. À, lấy cơm bên đây để đem qua bên kia, cúng cho bên kia các bạn. Hèn chi tôi đi qua bên kia tôi không có cơm, cho nên là tôi bị con quỷ nó nhào vô mặt. Ở đây có một cái bóng của một cái dấu của một con ma nào đó nè, một cái dông nào đó nó bị in lên trên đai. Ôi! Ôi, mới có một cái đầu chui ra. Oh my god. Nhà tôi là một gia đình công chức bình thường giữa dòng Sài Gòn. Bố tôi làm thủ kho cho một công ty trực thuộc nhà nước. Mẹ tôi gia công quần áo. Tôi và em gái cách nhau vài tuổi thôi. Tôi học cùng trường. Mỗi gia đình đều có một cái bí mật. Mỗi khi đêm về tôi luôn có trạng thái bất an. Mẹ của tôi không phải là người, bà ta là một xác chết. Tôi luôn cảm thấy trên người mẹ có mùi thúi thúi. Cả ngày bà chỉ ngồi một rửa bên cái máy khâu thôi. À, bà ta bắt đầu chú ý bởi vì tôi luôn theo dõi bà. Tối nay như mọi hôm, bố tôi đi nhậu về với cấp trên. Một là về muộn, hai là không về. Em gái tôi đang rửa chén, còn tôi ngồi làm bài. Thỉnh thoảng tôi lại lấm lét nhìn bóng lưng của bà. Hành động hai chỉ. Cái tiếng nhỏ lắm luôn các bạn, cái tiếng nói rất là nhỏ. Ồ, tôi đang suy tư thì bà gọi là mẹ ơi. À con ơi, qua giúp mẹ. Tôi rón rén lại gần. Tôi phải nín thở, không muốn ngửi thấy mùi xác thối. Tôi đứng sau lưng, nhưng mẹ cứ im lặng. Trời má, tôi cũng đang đứng sau lưng này. Có một sợi chỉ màu đỏ phất phơ trên tóc của mẹ, vướng vào tai tôi, ngứa ghê luôn. Tôi nắm sợi chỉ, giật một phát, bỗng có âm thanh gầm gừ phát ra. Mẹ tôi quay đầu lại 180 độ. Đừng có quay qua nha. Mẹ ơi, nói gì đi mẹ ơi. Nói gì đi, con biết mẹ là xác thúi rồi đó. Mẹ nói gì đi. Còn với cái nói mẹ là xác thúi. Mẹ nuôi mẹ uổng tiền. Rồi bây giờ mình đi ra nè. Ê, khoan, ở bên đây nó có một cái bức tường nó bị đóng lại. Ở đây có một cái ô ăn quan nè. Cái ô để nhảy. Hồi nhỏ các bạn có chơi này không? Hồi nhỏ tôi có chơi này nè. Bây giờ chắc là... Uầy, bây giờ bà mẹ của tôi bà xuất hiện ở đây luôn rồi. Ê, bà, bà đang làm phép à? Tức là để cơm đây đi ha. Ôi, để cơm đây rồi. Vào đi. Ok. Hôm nay là trễ giờ lành á, không có kịp làm lễ cầu tự đâu. À, đây là ông thầy pháp à? Ông thầy cầu danh đấy à? Ý, ở đây có một cái máy chơi game nè. Start. Ê, mình chơi được luôn á. Cái này gọi là game trong game. Ủa, tôi đang đi cúng bái mà không hiểu sao tôi chơi game à. Ê, đưa tay làm gì đây? Xin tiền à? Không có tiền cho bà đâu. Một tay úp, một tay mở lên nè. Cái kéo nè.
kéo mai đồ à? Kéo dùng để kéo được làm phép để sử dụng trong các nghi lễ. Lấy cái này. Xem bên đây nó có cái gì. Tới linh cầu tự. Nhất, sinh khí bào nhi khởi nguồn cho sinh linh mới, chính thể dung nạp thai khí trọn vẹn. Nhị, hoa sinh linh khai mở từ máu, bi ai hoán đổi hạnh phúc vô bờ. Tam, ơn sinh độ trì pháp thuật hanh hông, phổ dòng tự chú pháp hành toàn. Bà này đang đi cầu cơ để có con à. Tức là hồi nãy là tôi nghe mấy cái bài hàng xóm á, bà nói là bà này có chồng 15 năm mà không có con. Vậy là đi tìm thầy để có con à? Cái lư này để... Trời, gì đây? Một cái tượng kỳ lạ bị bao phủ bởi vải, có kinh tiếng Phạn màu đỏ và ký hiệu kỳ lạ. Ký hiệu này giống cái ký hiệu nãy mình thấy trên cái bức thư bùa chú gì nữa nè. Xem bên đây có gì không? Kéo tấm vải lên. Gì đây? Nhau thai. Một nhau thai tươi sống được ngâm trong dung dịch chống hư mốc. Mẹ. Bây giờ chắc là mình phải để cái nhau thai lên đây à? Phải từ từ. Đi qua đây được không? Bên đây tối quá. Đó, không đi qua được, chắc là con quỷ nó khóa cửa rồi. Còn cửa này sao? Cũng không được. Rồi mình sẽ để cái dao thai lên. Kinh. Dừng lại. Ăn cái này không có được để cho phần khác nhìn. Ăn cái dao thai nữa. Wait, what? Chưa có linh. Mình đi ra các bạn. Cái này tôi cắn miếng thôi được không? Nữ có muốn sinh con trai không? Muốn. Vậy thì nuốt toàn bộ. Vậy là bà ăn cái nhau thai đó. Ok. Tiếp theo. Để cái kéo này. Cắt máu à. Ông đưa cho mình cái bùa. Lá bùa. Đây là một loại giấy hoàn chỉ để vẽ chú thuật. Dán vào người cần yểm bùa. Ai cần yểm bùa? À, dán vô đây các bạn. Lơ ngơ cái gì vậy? Cầm lá bùa dán lên lưng bả. Ủa, tôi là ô xin của ông thầy phép à? Bây giờ ổng ra lệnh cho mình vậy. Để ta đi lấy cây bút. Đi lấy cây bút đi. Đi đây. Sao không đi? Bắt tôi đi nữa phải không? Trời má, cái tay kìa. Cái tay của ông thầy phép đúng đều luôn các bạn. Cái tay kiểu. Giờ đi lấy cây bút đúng không? Mình để cái nón lên đây. Xong rồi sao nữa? Mình vô đây được rồi các bạn. Đây là ba cái hình của ai đây? Còn một cái di ảnh không có quay qua cho mình xem. Đây cái bút nè. Cái cỏ vẽ. Hình như là mình đang đóng vai ông thầy pháp các bạn. Hay là đệ tử của ông thầy pháp gì đó. Viết vô đây chứ. Cỏ vẽ cần nhúng máu. Là nhúng máu để vẽ. Ok. Bắt đầu bây giờ viết bùa nè. Viết. Viết gì? Viết bùa. Bùa lỗ ban. Cái hình gì á? Cái hình gì giống cái lưỡi quá. Xong chưa? Rồi.
Gió lên rồi. Yêu quái tới. Chà. Sức nguyên tờ lịch luôn. À. Ok. U. Hả? Wait, bà này ờ, bà này chết á. Ông làm gì bả ơi? Ông hiểm bùi, bả chết luôn kìa. Cái này không phải là tôi nha. Tôi không biết gì chân nha. Ông kêu tôi làm gì tôi làm đó nha. Tôi không biết nha. Công an bắt là bắt ông nha. Giờ mình cần phải làm gì? Bốc lịch. À. Bây giờ mình lỡ ra tay giết người. Bây giờ đi bốc lịch thôi chứ sao. Quay sẽ là cái nhà này. Tiệm mai của Thanh Loan nè. Tiệm mai Thanh Loan. Có cái đàn guitar luôn. Giờ để xem mình có thể dán cái lịch này ở đâu ta. Hay đem vô trong bếp. Ôi trời. Phê. Cái đầu kìa. Mày. Chê. Trời. Quách à. Ê. Ủa tại sao nó bị mắc kẹt ở đây? Tại sao nó ngồi trong góc vậy? Sao nó ngồi trong đó được? Nó bị dính trong mấy cái lọ hả? Mày quát em sao vậy em? Dính trong đây luôn à? Trời má ghê vậy? Review vậy? Cái tờ lịch này mình cần... À đây rồi các bạn. Để lịch này vô. Được chưa? Ua! Cái gì? À, bức ảnh gia đình ba người kỳ lạ. Hình như đây là bức chụp lúc cả nhà mình đi du lịch. Ua! Đây là... À, sau khi mà ăn cái nhau thai, rồi bắt đầu có con trai nè các bạn. Đẻ con trai ra. Là mình đó hả? Là cái thằng Huy này đúng không? Thằng Huy này nó được đẻ ra bằng cách là ăn một cái nhau thai để làm phép xong rồi đẻ nó ra. Bây giờ mình không thể nào treo lên được. Cần phải có băng keo. Phía sau cái màn này là cái gì đây? Chả có một ai. Sao nó để cái màn thấy ghê quá vậy? Đi kiếm băng keo. Úi. Hai cái tượng hai mẹ con mất tiêu rồi. Mình sẽ mở ra. Tài liệu gì đây? Gửi con. Mẹ trong mày cho bồng cháo mà lâu quá, gần 15 năm rồi. Cái loan bụng nó hư rồi. Cây độc không trái, gái độc không con. Mày tính để mẹ chờ tới khi nào? Tháng sau rủ bố về một mình thôi. Mẹ nói chuyện với cái Hằng. Nó ly dị chồng 2 năm nay. Con bé cũng ngoan hiền, mẹ ưng. Mày về nói chuyện xem hợp nhau thì tiến tới đi. Ly dị cái loan đi. Trước Tết xem ngày đẹp sang đấy. Làm vài mâm cỗ rước dâu mới. Mẹ không sống bao lâu nữa. Mày nghe lời mẹ lần này đi con trai. Phải có cháu trai cho mẹ đấy. Tái bút em Thảo viết hộ mẹ. Thật sự em thấy mẹ có cái lý của mẹ. Cả nhà trong tin của anh. Cứ bà vợ về nhưng mà bà vợ không đẻ được. Xong rồi. Xong rồi muốn mẹ chồng muốn là Hải cưới đứa khác. Đây. Keo siêu dính. Keo siêu dính nè. Bây giờ sẽ sử dụng để dán. À đây. Tại sao ai gõ cửa tôi? Kỳ lạ nhỉ. Ui. Ok, ông bố chỉ vô cái này. Là mình cần phải lấy cái này. Thư chúc mừng. Chúc mừng anh chị đã sinh ra đứa con cầu tự sau 15 năm. Tôi hy vọng với chức vụ mới anh sẽ cống hiến hết mình cho công ty và gặp nhiều thành công. May mắn, tôi có tặng kèm chai vang Pháp giống Sauvignon Non Blanc. Cái hiệu gì đấy. Nó rất là ngon, hưởng thức nha đồng chí. Rồi, cuối cùng ông này cũng có con trai. Cho nên là đã công ty đã khen ngợi đúng không? Xe tay nữa kìa. Xe tay sẵn để sinh mình à. Đưa nè. Rồi. Đó. Của anh đây. Trời. Anh vui quá. Anh đi tắm biển luôn hả?
Ồ, từ ngày có con trai là tiền vô như nước. Chính xác là như vậy đó các bạn. Tiền vô như nước. Cho nên là mấy cái bọt biển, mấy cái bọt nước nó mới nổi lên ấy. Tăng trang cái nhà liền. Nhà mới là sáng sủa nè. Ở đây có máy chơi game luôn. Bây giờ không cần cái đèn dầu này nữa. Chê. Xin. Chơi game được luôn nè. Chê. Hồi nãy là giống như là hồi nãy là còn nghèo, không có chơi ba trò này được. Chơi trong cái máy kia nó cùi muốn chết. Chán phèo. Bây giờ là chơi bắn vịt luôn. Cái này giống như là trò bắn vịt hồi xưa vậy. Nó xịn nha. Chết rồi. Thôi kệ đi. Không chơi đâu. Tập trung chơi game nè. Tương truyền loài cóc thềm. Loài cóc thềm thừ ba chân này có khả năng nhả vàng bạc châu báu cứu khổ, mang lại may mắn cho người hợp phụng. Chắc mình cũng phải mua con cóc này về mình chưng quá. Cho có tiền. Giờ ông bố bị thu nhỏ lại à. Cái nhà thì bự nhưng mà ông bố lại nhỏ đi. Đây chắc là đồ chơi của cái thằng con trai. Nghe bố nói chiếc xe này giá bằng miếng đất. Hồi xưa bố tôi dành mấy chục triệu để mua chiếc cúp này. Xong rồi nhiều năm về sau giá đất nó bằng khoảng 20 chiếc xe này cộng lại. 30 chiếc xe này cộng lại luôn. Tiếc. Uê. Mami. Mami. Tại sao cái giỏ đi chợ lại móc đằng sau lưng của bà? Giờ mình sẽ để cái kéo này vô được. Có vẻ mẹ còn thiếu đồ gì đó. Trời, mẹ đi chợ mẹ không cầm bằng tay mà mẹ cầm bằng lưng. Ok, mẹ đi. Nhưng mà tại sao không tăng trang cái nhà bếp lại? Chỉ tăng trang cái khúc ở ngoài này thôi à? Xem trong đây, trong đây tối hù hả? Cái phòng này chưa có gì hết à? Bên đây thì sao? À, đây chính xác là cái nhà của mình. Hồi đầu game. Vậy là mình là đứa trẻ đó các bạn. Mình là đứa trẻ được sinh ra bởi thầy cúng. Bởi vì ăn nhau thai mà sinh mình ra. Cho nên là mình bị giống như là bị nguyền. Mình bị khắc. Cái phòng làm việc của bố quá ha. Gì đây? Quyển nhật ký cũ. Mệt mỏi, 10 tháng chữa sâu, người ngợm đau nhức, nứt da nứt thịt, còn sanh thêm cái tật thèm ăn đất. Thèm ăn đất à? Không hiểu được tại sao bây giờ mới có bầu, sao lại chết chia với tao quá vậy? Rồi các bạn nhìn cuốn sổ nè các bạn, và cây bút nè. Cây bút thiên long hồi đó luôn, cuốn sổ cũng đúng chất hồi đó luôn. Vậy là cái bà này từ khi mà bà có bầu là bà thèm ăn đất à? Chứng tỏ là cái thai này không bình thường. Cái thai này sinh ra một cách không được tự nhiên thì chắc chắn là nó sẽ để lại những cái triệu chứng như vậy. Nhà vệ sinh. Ui. Tiếng gì? Mẹ ơi, mẹ làm gì đấy? Không phải là đây. Hồi nãy tôi thấy có một cái mặt bé gái nó đưa lên đó. Bây giờ nó không có nữa. Tôi để đây. Để nhật ký cho mẹ nè. Bè. Uề. Ê, mẹ ăn đất đúng không? Bà đang ăn đất các bạn. Từ khi đẻ cái thằng này ra là thèm ăn đất. Ý là đẻ chưa hay là vẫn còn mang bầu? Đúng là cặp đất mà ăn là có thiệt. Tưởng đâu là nghèo mấy cặp đất mà ăn đúng không? Ai về nhà giàu lên rồi vẫn cặp đất mà ăn. Ôi, bưng phụng mẹ à. Wow, cái quang cảnh nó thay đổi. Sinh nhật à. Sinh nhật. What the? Hai cha con mày làm gì nhìn tao đây? Có phải là mình đi tới đâu nó sẽ nhìn không? Chính xác là vậy các bạn. Cái kiểu nhìn này rất là giống game Devotion. Chắc là lấy cảm hứng từ Devotion. Vé vào cổng, tham gia các trò chơi cảm giác mạnh, xem múa rối nước đặc sắc, đặc biệt được tham quan 18 tầng địa ngục. Này đi xuống tiên à.
Sứ tiên đầm sen gì đó. Đi vào phụ mẹ. Rồi, cửa này khóa vậy. Trời đất ơi, sinh nhật gì đâu mà mua một đống bánh mì luôn. Đặng tán như cái họng ăn hả? Ăn gì ăn dữ. Ui, bà mẹ hay đổi tư thế nữa vậy. Bà mẹ đúng là linh hoạt luôn. Ô, bà không ăn đất nữa à? Hồi nãy vừa thấy ăn đất mà. Chè Hưng, một loại chè đặc sản miền Nam rất ngon, có thể dùng khi nóng hoặc thêm đá lạnh. Mình biết cái này nè các bạn. Mình thấy mẹ mình hay ăn nhưng mà mình chưa bao giờ ăn. Hay là mình có ăn rồi một hai lần gì đó mà mình quên rồi. Tức là bây giờ mình cũng ít thấy á. Mình sẽ để cái chè này vô. Trời đất ơi, ai tặng quà sinh nhật cho tôi toàn là tiền vàng mã không vậy? Tiền âm phủ không mà mini. 200 triệu đầu game cũng là tiền âm phủ luôn. Gì đây? Gia phả hả? Trời, cái dòng họ của thằng này cũng dài nườm nượp. Chào quý vị khán giả của chuyên mục. Tôi tình cờ đọc được câu chuyện của một bạn nhỏ gửi tới chuyên trình. Hôm nay để thay đổi không khí, tổ chương trình xin phép chia sẻ câu chuyện ngụ ngôn của bạn nhỏ dễ thương này. Bạn nhỏ dễ thương. Ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có hai vợ chồng chim én. Bông chim én vợ. Hai đứa bay đừng có bắt tao nhé, tao đang nghe chuyện. Chim én chồng. Nghe chuyện của Nguyễn Ngọc Nghệ. Ngày đó, chồng chim én về nhà thì phát hiện trong tủ có một quả trứng chim to tròn, bóng bẩy xinh đẹp. Chim én chồng mừng rỡ nhảy một xung quanh vợ, rồi ôm nhấc vòng vợ với nụ cười hạnh. Chim én chồng phát hiện là vợ đã đẻ được một cái trứng và rất là vui. Chim én bé tiếp tục sinh thêm quả trứng. Tuy nhiên quả sau có phần bé. Sau đó là con chim én mẹ đẻ thêm một cái trứng nữa. Tất nhiên theo kích thước trứng thì chú chim én to con. Vậy đẻ ra hai anh em đứa này. Chim én bố và chim én mẹ rất tự hào về chú chim én nên luôn yêu ái dành phần hơn cho con cả. Ưu ái cho con trai à? Chim vẫn ở một góc lặng lẽ nhìn chim én anh ăn xong chặt chẽ. Vậy là thiên vị cho thằng con trai à? Ngày, cuộc sống của gia đình chim én cứ thế trôi qua bình lặng và không thoát khỏi cặp mắt quan sát lấy miêu mô của lão bìm bìm. Lão bìm bìm vốn là hàng xóm của gia đình chim én nên việc nhìn thấy nhau mỗi ngày không hề lạ. Gia đình chim én không phải bay đi cờ cười hàng xóm. Vậy là có một cái sự xuất hiện của một ông hàng xóm nào đó. Thăm tổ chim én và đám chim én em ra khỏi tổ. Chim én em cố gắng lê cái chân non ướt yếu đuối nhưng bên tắm bị ngập nước, tìm cách trèo vào tổ của mình, thân thể chảy chuột sương máu. Khi trở về, vợ chồng chim én tuy nhìn thấy nhưng không mấy quan tâm, họ chỉ hướng sự chú ý vào việc chăm bám con. Ngày con nhỏ em, hành vi của bị bịp vẫn cứ tiếp diễn. Vợ chồng chim én nhìn thấy bé chim én em thân thể trơn trụi, xấu xí, lại càng cảm thấy chán ghét nhiều hơn. Oh my god! Nhìn thấy sự ghét lạnh của vợ chồng chim én đối với con thì lại vui ra mặt. Chim én em bị gia đình ruồng bỏ nên rất đau lòng, được khóc thu thiên ở diện tổ. Không may, một cái vô cánh hơi mạnh của bìm bìm làm chim én nhỏ giật mình, say chân. Về phần chim én, càng lớn càng phát triển, thể trạng phồng phao cao to hơn Apple. Nhưng chim Apple lại rất hãnh diện vào con trai mình. Cho đến buổi trưa nọ, Bibi mang ít bột bánh mì sang chơi, tặng cho em anh. Khi họ đứng cạnh, có một sự giống nhau không hề nhẹ. Chim Apple bỗng dưng có một sự cảm. Oh my god! Ông ấy đã đúng. Ông bố bị cấm sừng á. Cái câu chuyện vừa rồi là một cái ẩn dụ cho cái hoàn cảnh của cái gia đình này. Tức là đẻ được hai đứa, một thằng con trai và nhỏ em gái. Thằng con trai thì được thiên vị rất là nhiều, còn nhỏ em gái thì không có được quan tâm mấy. Và cái sự xuất hiện của con chim bìm bịp, tức là ông hàng xóm, ganh tị với cái gia đình này. Và mình nghe có vẻ là con bé gái nó đã bị ông hàng xóm chim bìm bịp xâm hại các bạn.
Nhưng mà kiểu bố mẹ không quan tâm á, chỉ lo cho thằng con trai thôi. Có lẽ là thằng con trai là con của con chim bìm bẹp. Thằng con trai là con của ông hàng xóm, các bạn, không phải là con ruột của cái ông này. Vậy là con nhỏ con gái là con ruột của ổng và đã bị xâm hại. Mà ổng không quan tâm, mà ổng hết mực nuông chiều một đứa con của thằng hàng xóm à. Ok, tiếp theo là món cà ri hầm gà với nước cốt dừa có vị béo ngậy, thường cho mấy cái đám giỗ hay là hôi nôi đó. Ê, bà mẹ đi ra à? Sao mẹ tóc biến nhanh quá vậy? Đây, cà ri nè. Đám giỗ, đám hôi nôi, sinh nhật gì cũng có chứ. Còn món nào nữa không? Để tôi bưng luôn cho. Ui, ui, ủa? Hả? Cái bà mẹ vừa đứng đó mà. Sao vậy? Bí vô trong bếp nữa rồi. Ok, bánh mì Sài Gòn. Ủa sao lùng sủng vậy? Nhìn bé bé xinh xinh. Bánh mì lùng. Trời, ở đây một đống bánh mì vẫn chưa đủ rồi. Lấy đi một dĩa bánh mì nữa để chấm cà ri ăn. Cái nhà này đảo bánh mì à. Trời, chuối. Chuối dinh dưỡng cao. Chuối hàng Việt Nam chất lượng cao. Ế? Bây giờ cái thằng này nó đổi dĩa trái cây luôn hả? Ảo thật đây. Tiếp, bánh sinh nhật nè. Trời, nhìn cái bánh sinh nhật nó xến ơi là xến luôn. Siêu xến. Để xem. Chúc mừng sinh nhật Huyên. Ồ, đây là sinh nhật của Huyên à. À, sinh nhật của bé Huyên các bạn. À, đây là bé Huyên, chắc là bé Huyên các bạn. Hồi nãy cái tượng mà thằng anh nó bưng cái mâm trái cây biến mất rồi. Rồi, bắt đầu thôi. Vô ăn mẹ ơi. Khui bia mẹ ơi. Quét nhà làm gì? Khui bia. Là mình phải đi ra. Ờ, mình chưa đi ra được. Ui, cái phòng này nó sáng lên nè. Nhưng mà cái phòng này không có gì cả. Để mình... À, đi vô trong đây xem. Ui, ngồi sụp xuống bàn à. Túi rỗng, có lẽ bố thất lạc thứ gì đó. Ui, bà mẹ biến mất rồi. Bà mẹ kiểu tóc biến đúng nhanh luôn. Rồi, ập mặt vô trong cái bánh sinh nhật. Cháu mày mặt mũi sáng sủa đẹp trai ghê. Em có gửi quà cho cháu với tấm lòng cho chị nhà. Để chung trong hộp bánh của bé Huyên á. Năm nhỏ coi em dơ cao đến khẽ cho luôn hàng mới nhập kho giùm em Út nha. À, anh Nhật ơi, công ty em có loại hàng chất lượng cao cần để nhanh. Anh thông quan cho tụi em sớm được không? À, đang nịnh cái ông cha các bạn, kiểu bây giờ ông cha là kiểu lên chức cao rồi. Đang nịnh. À, rồi, cố gắng giúp em nha, anh Nhật. Cố gắng giúp em nha, nâng đỡ em nha. Rồi bà mẹ biến mất tiêu các bạn. Đây rồi. À, phong bì rất là dày. Đây, tiền hối lộ của mấy bạn gửi cho bố. Đây bố ơi. Đây, để vô là bố vui liền luôn. Có cái mùi này là bố vui liền luôn. À, tỉnh dậy đi bố. Quẹt. Ui. Ôi chết, nó đóng cửa nhốt tôi trong đây với ông bố luôn rồi. Alo. Ông Nhật phải không? Phải không nhờ? Đừng có rượu mời không uống mà uống cục phạt nha. Tiền cơ đến trên tay rồi. Nhận đi. Đưa tiền hối lộ mình làm cái gì đây? Bây giờ mình cần... Ui! Hồi nó chửi bạn ơi.
Trời, mẹ anh chửi hề kinh. Chửi, ít con mẹ, kinh nhận nghe. Chửi gì luôn á mẹ. Nó quậy banh cái bàn tiệc của tôi luôn rồi. Bánh mì bay phắt phới, trái lựu bay phắt phới. Bố ơi, bố làm cái gì cho anh ta chửi con dữ bố? Người ta nói là người ta hẹn con ra cổng trường gặp người ta kìa. Sao chết đi được. Ồ, cho thuê nhà, liên hệ. Nó lại đổ quan cảnh nè các bạn. Nó còn dán mấy cái lời nhục mạ mình lên trên cửa nữa chứ. Sợ thiệt. Xong đây là cái kho may đồ của mẹ mình á. Một cái ấm trà. Ấm trà được yểm bùa bình an từ thầy Lễ Danh. Đã được mẹ thỉnh về cho bố. Bố rất là quý ấm trà này. Ngày nào cũng đun trà để uống. Thậm chí khi nhà khó khăn, bố bán tất cả vẫn giữ lại ấm trà để đun nước nóng. Cái bình này quý dữ. Cái gì đây? Cuốn tập vẽ của Huyên bị mất một số mảnh. Trên cái bàn mai nó có một cái lá thư của thầy Lợi Danh. Con gái nữ mang mệnh khắc gia đạo, cứ để mặc nó lớn lên thì nó càng lớn, vận xui của gia đình nữ càng nặng, có khả năng khắc chết cha mẹ. Tôi sẽ bấm quẻ chọn ngày giải hạn cho con gái nữ, chắc chắn mây mù tan biến, sự nghiệp của chồng nữ sẽ thuận lợi, công danh tấn tới. Trời đất, tội nghiệp con nhỏ em quá các bạn, nó bị hành hạ quá, bây giờ lại nói nó là khắc mệnh khắc nữa chứ. Hình như phía sau tờ lịch có một cái gì đó. Bức tranh người bạn giả tưởng. Cái này hình như là người bạn tưởng tượng của nó thì phải. Con bé bắt đầu bị dông heo luôn các bạn. Kiểu ở trong cái đời sống thiện hực của nó quá là đau khổ đi, cho nên là nó bắt đầu có một người bạn tâm linh rồi đấy. Có một cái gì đó ở đáy nồi. Bức tranh hai anh em đá banh. Hồi nãy tôi suýt nữa tôi nhìn lộn là hai anh em chơi đá các bạn. Nhờ, thằng anh thì cũng vô tâm. Ngoài lại là xin chào quý khán giả, lại đến với chuyên mục Kể Chuyện Ma. Đây thêm một mảnh nữa các bạn. Thả diều. Hồn ma nữ chết oan, không hề đồng hoai, hường hai vóc vượng ở nơi họ chết. Năm 18 tuổi vừa tốt nghiệp trung học. Tôi và ông em trai, ông anh song sinh rồi. Đây là cái câu chuyện của hai anh em tụi nó đi lên chung cư ở trên Sài Gòn để học à. Sài Gòn hả? Cái câu chuyện này thì mình không hiểu nó có câu chuyện này thì mình không hiểu nó có liên quan gì tới cái câu chuyện của nhân vật chính hay không.
nó tức là nó sẽ ẩn dụ cái câu chuyện ở trong cái đài radio nè các bạn, nó ẩn dụ trong đó. Đấy, con ma nữ đi trong chung cư nè. Im, không có kể nữa. Gây, tôi có 3 bức tranh và một cái kéo à. Vậy chắc là mình sẽ tìm chỗ để lắp vô đây các bạn, để 3 cái mảnh này vô. Được chưa? Còn một mảnh nữa nằm ở đâu? À đây đây đây, bức tranh xa cách. Sau khi mà cái thằng này nó vào câu lạc bộ đá banh đó các bạn, và từ từ nó có bạn mới. Số này lục đục, em không thích đâu. Nhạc nó đêm thâu. Giật nốt đêm thôi. Mấy thằng bé đang giật đồ á. Tức là cái thằng này từ từ nó có bạn, và nó từ từ nó ít chơi với em nó lại, và cái tình trạng của em nó ngày càng tệ hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ sắp xếp mấy cái mảnh nè. Tiếp theo, tiếp theo là cái bức tranh con ma này. Chắc là từ đó là con ma nữ bắt đầu kết bạn với nhỏ em gái. Này, chắc là ở đây. Ok. Hồi chúng tôi còn nhỏ, sau chung cư là cụ đất chống, chúng tôi hay làm dừa bằng giấy và thi nhau thả xem ai bay cao hơn. Tất nhiên là tôi thắng. Nghĩ lại thấy vui thật. Huyền ngốc, lẻo đẻo bên anh suốt, chân nó ngắn ngủ mà, mà đợi thi đá banh với mình hoài. Hồi này lòng tiến đỉnh đó các bạn. Ừ. Hình như từ lúc này bọn mình ít chơi với nhau. Từ lúc mà thằng anh nó ít chơi lại với anh bé thì bắt đầu em nó có người bạn mới là con ma. Cái này hình như là người bạn tưởng tượng của nó thì phải. Cảm ơn anh hai vẫn nhớ, nhưng mà em chết rồi còn đâu. Em chết rồi còn đâu. Vẫn nhớ cái gì? Vẫn nhớ ngày sinh nhật đúng không? Quay xin lại cái cảnh hồi đầu game nè. Ôi bây giờ trời tối hui rồi. Bắt tỉnh từ sáng tới tối luôn ạ. Mấy quỷ camera chạy bằng cơm đã mất tiêu rồi. Về ngủ hết đúng không? Nếu ảnh thờ bị bẩn trước khi lao ảnh, phải nhớ thắp tất cả nến trong nhà. Vậy là bây giờ mình sẽ lao mấy cái di ảnh nè. Đây cái nữa. Tiền phúng điếu. Không có hợp đồng nào luôn mà chỉ có một tờ giấy à. Thằng già được giải thoát rồi, nó qua thế giới của tao. Mày cũng nhanh chân lên tới đây với tụi tao, đừng để tao mất kiên nhẫn. Mày trả không hết nợ của nó đâu, mày hiểu không? Tao biết mày đang nghĩ gì mà. Không sao, tao không phán xét mày đâu. Lẹ lên ha. Ông Tư nào đây? Tư? Trời má, ông nào ác mồm ác miệng chứ. Ở đây có một cái quạt nữa chứ, hồi nãy đâu có. Trời mê, chiếc banh tự tung kìa. Cái gì tối tối không thấy. Ok, đủ 4 cái rồi đấy. Bây giờ lau mặt cho bố mẹ. Sao nó tắt nữa ơi. Đó là mình làm chậm quá. Cái quạt các bạn ơi. Cái quạt chắc là phải... lao đường nè. Tưởng đâu cái quạt nó hỏi tắt cái nến chứ. Giờ lao ảnh. Rồi sạch chưa? Yeah sure. Tiếp theo mặt ông bố nè.
Ông bố này tên gì nhỉ? Ông Nhật đúng không? Bố Nhật ơi là bố Nhật. Bố bị cắm sừng. Các bạn nhìn ánh mắt của hai người nè. Một người liếc qua bên đây, một người liếc qua bên đó. Rồi ai mở cửa? Rồi ai mở cửa? Nhóm ma nữ hả? Nhóm ma nữ mở cửa. Quỷ cái mở ra. Oh my god. Tiếp theo là bên kia nữa kìa. Bà mẹ ba liếc liếc qua bên đây đó. Trong ý là kêu mày đi qua bên đây, mày chắc đi. Không, không có anh hai nào ở đây chứ. Tao chết rồi. Bây giờ tôi cần phải làm gì đây? Tắt cái này đi. À, tiếng tụng kinh ghê quá. Bây giờ đưa cho nó cái kéo này hả? Em ơi, tỉnh nữa hả? À vậy là xong một giấc mơ nữa rồi. 4:30. Giấc mơ này có vẻ dài. Bây giờ cái gì? Đừng đánh thức cái gì? Nó viết cái gì đây? Đừng đánh thức bảo tàng trong tôi. Hãy để linh hồn ngủ ngơi. Hãy để linh hồn nghỉ ngơi trong cõi huyền ảo. Trời, chết rồi, chết rồi. Bây giờ cảnh báo mình luôn các bạn. Cái cửa. Cái cửa. Ơ à, ở đây mình cần phải viết một cái gì đó vô à. Trời. Cuốn nhật ký của mình bây giờ bị nó viết tầm bậy tầm bạ vô luôn kìa. Lại là pin con ế. Cái cuốn sổ của mình bị nát bét. Thầy ơi, cái gì đấy? Thầy Phương chơi nói từ không bắt đầu nha. Cái cửa. Cái gì? Chơi nói từ á? Trời, bây giờ thầy rủ mình chơi nói từ luôn các bạn. Rồi các bạn nhìn mấy cái thành viên ở trong group nè. Trời, thành viên người nào người nấy những khuôn mặt biến dạng. Cái cửa, cửa phòng. À, mình nhặt hết mấy cái này các bạn. Tức là mình sẽ nhặt hết xong rồi mình dán vô trong cái cánh cửa ấy. Bây giờ chơi nói từ nè. À, cái cửa. Cái cửa thì cửa phòng. Tiếp theo phòng phòng bệnh. Tiếp theo là bệnh nhân. Bệnh nhân. Tiếp theo là nhân vật. Nhân vật hay là nhân quả nhỉ? Nhân tâm. À, nhân tâm. Rồi à. Rồi. Cuối cùng là tâm thần. Phòng bệnh, bệnh nhân. Nhân tâm, tâm thần. Cái này hay phết. Cái trò nói chữ này hay nè vậy. Đúng chắc Việt Nam luôn. Vẫn không. Ồ, ai? Con ma nó vô phòng mình gửi chén về mình luôn các bạn. Sạch bông kim kít luôn nè. Cảm ơn ma nha. Gửi chén giùm tao luôn. À, cái đồng hồ này lại hư. Cái đồng hồ này mình hai pin hai lần rồi đó. Lần này là lần thứ hai rồi. Đồng hồ này hao pin dữ. Ai lấy pin ra ngoài à? Giỡn mặt hả? Rồi bị si ma chao luôn kìa. Si nhê luôn kìa. Ôi ồi luôn. Thế giới của đồng hồ. Trời đất ơi, con quỷ nào nó đi trên tường á. Trời. Trời. Trời, giống chân trên tường vậy. What the. Con quỷ nào. Người nhện nữa. Spiderman à.
đi vô phòng tôi bạn ơi. Quỷ nào á. Bra, các bạn nhìn mấy cái di ảnh nè. Trời ơi. Ba người trợn trừng mắt cười. Trợn trắng mắt. TV chiếu gì không? Đài radio. Trời. Nữa ha. Ông nội này kể chuyện dai dữ. Ông này kể chuyện từ trong mơ cho tới hiện thực luôn. Thôi, được rồi. Giới thiệu về Lucid Dream à. Thùng đồ cổ à. Ồ, đây rồi, cái ấm trà. Đây là cái... Có lần bố say rượu kể với mình là ấm trà này yểm bùa giúp bố hưởng lợi công việc, gia đạo và thậm chí là uống mỗi ngày bằng ấm sẽ tránh được tai ương, xui rủi. Nhưng không hiểu sao, trước ngày bố mất, bố lại giận dữ đập bể nó. Đây là hộp bút, bút màu của Huyên. Và đây là cuốn nhật ký của mẹ. Không biết là trong cái ấm trà này có cái gì trong đó mà thờ dữ. Giờ bà thầy bói bà không điện mình luôn các bạn. Rồi luôn rồi. Cái đồng hồ Shiba Chao luôn nè. Giờ bắt chấp luôn rồi. Cái đồng hồ nó bị hư nhưng mà vẫn tiếp tục quyết định là đi ngủ luôn á. Hả? Trời, nó biến cái phòng của tôi thành cái gì luôn kìa. Trời ơi, xong mày rồi, mày xong mày rồi. Mày không hết được đâu con trai, mày xong mày người. Ai bị bóng đè á? Ôi. Đau. Trời ơi, trong tủ. Em ơi. Sao? Tại sao con em nó bị ai lôi ra ngoài đó? Em mới nói là em không muốn ra đó nữa. Xin lỗi em, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em, xin lỗi anh xin lỗi em gì đấy tùm lum chứ. Nó viết đầy lên trên tường của mình luôn à. Rồi bây giờ mấy cái trời ơi, giấc mơ bắt đầu nó chuyển thành cái phòng của mình luôn rồi. Chứng minh. Chứng minh. Chứng minh thư của mình bị biến dạng luôn vậy. Xin lỗi em. Ra nè. Yeah. Ê. Tù nè, trời đất ơi. Bây giờ tôi phải tìm đường đi tới bên kia à. Đi thôi, đi thôi. Ảo thế nhờ. Ảo thế nhờ. Đi. Giờ mình đu dây luôn á. Ôi trời. Tối. What the. Ui. À, mình có đèn các bạn. Mình có thể đứng lên mấy cái cửa sổ được không? Có vẻ là gia đình này thiếu tiền người ta nhiều quá ha. Kêu má mày về trả tiền gạo cho tao đồ này kia. Đâu? Em ở trên hả? Em đâu? Anh hai ơi, em ở trên nè, mà em đâu? À, sắp tới rồi bạn. Má sợ đồ cao sợ chết luôn ấy. À tới rồi nè.
Let's go. Oh. Đây rồi, lại quay trở về căn nhà của mình. Bỏ mặc những cái tiếng ồn ào xung quanh của mấy quỷ camera chạy bằng cơm đi. Tôi vẫn vượt qua được. Hư hướng dẫn lễ giải hạn dành cho nữ giới. Trước khi làm lễ giải hạn cho con gái nữ, nữ cần chuẩn bị như sau: dọn dẹp nhà cửa, đặt bảng thông báo để tránh hàng xóm làm phiền, chuẩn bị sẵn con gà sống, cắt tiết vô chén để làm lễ. Bốn món đồ có liên quan đến người cần giải hạn: giấy tiền vàng bạc. Những vật dụng còn lại ta sẽ chuẩn bị cho nữ. Đến ngày 5 tháng 9, tức ngày rằm tháng 7 âm lịch, buổi lễ sẽ bắt đầu. Hãy nhớ trông chừng con gái nữ cẩn thận. Làm lễ cho nhỏ gái đúng không? Eo, có một cái vịt. Trời đất, vịt máu này sẽ là máu gà. Cắt tiết gà trong à. Ta không nhớ rõ ngày làm lễ giải hạn. Ông làm cái gì vậy? Ô, xé lịch à? Có làm gì đâu. What the? Mình mới về hả? Ông qua đây, cắt cổ con gà vô tôi cho tôi. Bốn món đồ liên quan tới con bé có chưa? Dẫn nó vô đi. Ủa mẹ ơi, em hai đâu rồi? Quỳ xuống. Mẹ ơi, con sợ lắm. Ráng đi con, chút xíu. Wow, đâu. Im lặng. Wow, lòng tiếng đỉnh quá bè. Vậy là cái ông nội làm phép là dê bà vợ à. Xong rồi đang dê, xong rồi ông chồng bước vô. Lại còn anh hai đâu, con sợ lắm nữa. Giọng em bé dễ thương quá, bé gái. Ngày làm lễ giải hạn là ngày mấy? À, ngày 5 tháng 9. Ồ. Quang cảnh này thiệt là quang hột. Tại hạ đã nhìn thấy nó đâu rồi. Đây là một cái nghi thức mê tín dị đoan. Sắp sửa... buổi lễ bắt đầu. Trời đất đổ lên đầu bé gái. Ui. Ui. Trời. Đổ có xíu mà nó ngập nguyên cái nhà, nguyên cái phòng luôn. Tôi chìm luôn chứ. Game này lồng tiếng hay vậy. Lồng tiếng hay. À, tôi đang bơi trong biển máu đây. Hello. Ờ, quỷ ma nữ nó bay tớ, nó bay lơ lửng phía trên. Mẹ dạy mái tóc là gốc con người, giữ cho mái tóc suốt đời tinh tươm. Trời đất, ghê quá, ghê quá vậy. Đây là bốn cái bàn thờ. Trời, con gà không vặt lông nữa chứ, để y nguyên vậy rồi cúng luôn à. Nó ngồi xuống đây à? Mày quá. Là sao? Ở dưới đây nó có mấy cái cục đá là gì đây? Ừ, cần phải tìm cái gì đó để... để lên cục đá à? Ồ. Đi nhẹ nó khẽ cúi thấp người. Ôi giời. Bố mày đéo làm nữa. Bố mày đéo làm nữa. Ôi ghê. Ôi trời. Ông nào ghê? Con Huyền đâu? Con Huyền đâu? Ra đây tao bảo. Cái bọn vật. Bố chú bỏ nhà mày chết tơ chết tuổi. Trời. Cái này là ông bố hả? Bà bên kia lấy đồ đúng không? Quản đàn bà vô dụng. Chúc. Ồ. Qua đây, qua đây. Ui, sao lát quá vậy? Đây, đây. Cái gì đây? Trăng rói bóng bẫy như mới. Ui, trời.
Má xíu nữa đi. Nếu bây giờ này ông không thấy à? Mày đòi chém tao mày ngu vậy. Gì đây? Mình có thể trốn trong cái tủ nè. Mới biết luôn. Bố ơi, con là con trai cưng của bố đây. Lấy cái này. Cái gì đây? Cánh tay rối gấp đẹp, không một vết bẩn hay chài xước. Nó cầm chiếc vòng tay bằng vải rất chặt, không có lấy được. Ôi chui đây trốn rồi. Mình lấy được hai món rồi. Chắc là xong rồi đúng không? Á chửi ghê vậy, chửi kinh quá. Chắc là xong rồi, bây giờ mình đi ra lại chứ. Hình như chính giữa còn cái gì đó nè. Ui. Đây. Có cửa cho mình đi nè. Let's go. Để đâu đây? Nhấn space để sút bóng hả? Bóng đâu? Wait what? Đá banh à? Ở phía xa xa là cái mộ, mình xúc lên cái mộ hả? Sao anh không cứu em? Anh xúc em luôn á. Con dai cưng. Ôi trời ơi, ôi ma da. Xúc ma da bạn ơi. Ma da bắt tôi. Xúc mấy người ma da kìa. Mày chết đi. Ma da. Con nào gần mình xúc trước. Trời ơi, đông quá vậy? Sao mình ra được? What? Trời ơi, đông quá. Không xúc kịp đâu. Không đi. Rồi mình đá tới khi nào? Ôi, tôi đông quá ơi. Ôi, đá hết nổi, bạn đông quá rồi. Ủa, mới cho về đi. Trời đất, tôi được tặng quà, tôi được tặng giấy khen, rồi lum la chưa nè. Gắn hai cái tay vô vậy. Ông bố đấy đúng không? Cái gì vậy? Kiến bâu. Ông bố bị kiến bâu các bạn. Mấy người bỏ bâu ổng nè. Chăn gói để vô. Chăn sút CR7 Messi. Đây, cho xin cái này. Một cái dây vải à. Oh my god, cái gì nữa? Ảo vậy? Thì mình cần phải làm gì? Mình tông mấy nè. Tết 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 tết. Đồ Huy cần à. Đồ Huy không cần. À, Huy cần đàn guitar không? Huy cần đàn guitar, đúng rồi. Tiếp theo là bằng khen nè. Giấy khen nè. Huy cần giấy khen không? Huy bây giờ Huy lớn rồi, chắc là Huy không chơi được chơi nữa đúng không? Đồ Huy không cần, chắc là ngựa gỗ này không cần nè. Mấy cái đồ chơi con nít là sẽ không cần. Ủa, cái này Huy có cần không ta? À, Huy cần cái này à. Cái này là cần không? Ok, cái này không cần. Cái cung này chắc là không cần. Rồi, cuối cùng là cây búa chắc là không cần luôn.
ok. Game khá là hay. Chơi cũng khá là cuốn các bạn. Oh, đây rồi. Chui vô trong cái vệt máu nè. Cái gì dưới này nè. Trời ơi, đưa vô trong mò. Coi chừng mò trúng cái tai ma nữ. Bên đây không có gì. The heck, Tiểu Cường á. Mò. À đây rồi. Tìm được cái vòng tay. Trời ơi, quỷ Tiểu Cường nhảy vô mặt tôi đúng sợ luôn. À, lấy được cái vòng tay rồi. Trời, rồi luôn rồi. Quê em mùa nước lũ luôn nè. Bây giờ mấy cái bằng khen này to chà bá luôn. Nhưng mà cần gì nữa, tôi không cần mấy bằng khen này. Tôi cần em gái của tôi. Let's go. Là, đừng có nói là quay trở lại cái màn. Má gì ghê vậy. Tiểu Cường khắp nơi các bạn. Trời, trên đó nó có trên đó có một cái đài ấy. Một cái chùi á. Để mình đi lên trên xem. À, chui ngược trở ra rồi sao. À, mình quay sẽ ngược lại cái chỗ nãy nè các bạn. Vậy là, à vậy là cái này sẽ để cái vòng tay vô. À rồi, vậy là còn ba cánh cửa nữa. Mình cần phải đi tìm mấy cái di vật này nè các bạn. Người anh em quý em thương, em xiên tết vải để dành cho anh. Mình tìm cái sợi dây này thôi, cái vòng tay này thôi mà mất rất là nhiều thời gian luôn. Vậy là chắc là cái game này chắc là rất là dài. Còn ba cục nữa. Đi qua đây đi ha. Ôi nữa rồi. Nữa hả? Gặp ông nội cha già này nữa. Ra đây bố bảo nào. Trời đất. What? Trời ơi. Chạy không kịp luôn á, chạy không kịp luôn. Ok. Cái gì đây? Chân rối mẹ. Chân rối sạch sẽ tiêm tức. Tao trốn dưới gầm bàn nè. Kiếm tao đi con. À, ông bố mắc dậy. Cái này mình bị thiếu tầm nhìn ghê luôn các bạn. Ôi, trời, may quá, tôi núp vô đây kịp. Thiếu tầm nhìn ghê luôn các bạn. Giúp mày làm gì con rùa? Rồi, lấy được thêm cái tay rối mẹ nè. Cánh tay con rối này tương đối sạch. Có vài vết kim đâm, có lẽ là do mai đồ. Rồi, đây là của bà mẹ. Ôi trời ơi, đau quá. Let's go. Ba em già nhá. Già chắc tẹt. Trời, lại quê em mùa nước lũ nữa nè. Giờ lắp mấy cái bộ phận vô cho mẹ tôi. Tội nghiệp quá, mẹ tôi bị cụt hai cái tay cái chân. Lắp cái này vô. Rồi. Mẹ mặc đồ giống như là cô tắm rồi hả. Ui, mẹ làm gì vậy? Mẹ chỉ vô đây à. Ui. Con gái lớn rồi. Gái lớn rồi. Để mẹ nhắc qua nha con. Trời má, ông cha mọi vẫn hập hò ngoài kia kìa. Cầu nguyện cho ba và anh hai con sự nghiệp nó suôn sẻ. Đúng rồi. Sắp tới anh con nó vô đại học. Ba mẹ phải dành tiền đóng học phí nữa. Con gái ông ba vẫn đang hập hò. Nghĩ ở nhà coi kiếm tiền phụ gia đình nha con. Trời, cho con gái học tới lớp 9 nè các bạn. Tàn ác. Phải hy sinh nè. Con gái là phải hy sinh cho con trai à. Hồi nhỏ ngu si, thấy mẹ chạy tóc cho Huyên, rồi nói ngọt ngào với nó, tưởng vậy là thương nó lắm.
Mà giờ nghĩ lại thấy Hương nó quá. Đúng là con nít không hiểu các bạn. Thấy nói chuyện ngọt ngào, tưởng là thương nhưng mà thật sự là không phải. Là vì muốn con gái là phải hy sinh cho gia đình cho nên là mới nói ngọt. Ôi giời, một đống mái mai của mẹ chồng chất. Ê, có một cái gì nè. Đó là cái bức thư của thầy chủ nhiệm. Kính gửi phụ huynh em Nhật Huyên. Đó là thầy Toàn, chủ nhiệm lớp của em Huyên. Kết quả kỳ thi trung học cơ sở đã có. Cháu Huyên đủ điểm vào nguyện vọng 3 công lập. Nhưng vừa qua tôi có nghe bạn của cháu Huyên nói gia đình khó khăn nên là Huyên phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Tôi rất thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình. Nhưng sức học của em ấy vẫn đủ để lấy bằng tốt nghiệp trung học. Bố mẹ Huyên có thể xem xét phương án cho em được đi học buổi tối ở trung tâm giáo dục thường xuyên của quận. Xin đừng để Nhật Huyên gian dở con đường học vấn. Chúc mọi điều tốt lành đến gia đình. Thầy Toàn chắc là cũng là một người thầy tốt các bạn. Thấy bé Huyên là học tốt cho nên là không nỡ cho bé nghỉ. Quay trở ra nè. Tìm được chiếc lược ngà các bạn. Để đây. Ê, mẹ dạy mái tóc là gốc con người nè. Giữ cho mái tóc suốt đời tinh tươm. Hãy để những con rối dẫn đường. Oh my god. Cả nhà em đó đứng dưới nắng hồng, ngỡ như là thật, ai ngờ là không. Tiếp tục bên đây nhé. Sắc lại gặp ổng nữa các bạn ơi, gặp hoài ấy. Hoài luôn. Trời sao bây giờ nó làm cái chỗ đó nó trống quá vậy. Phải đi qua hai chỗ rồi, trống quá. Qua kia. Qua kia đi ông già. Lại. Chân rối Nhật Huyên. Núp, lẹ. bị thấy. Trời má, xíu nữa đi rồi, xíu nữa đi chứ. What? Trời ơi, mới ra gặp đứng trước cửa luôn à. Đi ông cố. Lấy. Ok, lấy được tay nhỏ bé của Huyên. What? Oh my god. Chúa phù hộ em. Chúa phù hộ Duyên. Ám ảnh thực sự luôn ông chú nè. Giờ tìm đường để đi qua bên kia. Ok, Let's go boy. Con cầu xin cho cả nhà con khỏe mạnh. Anh hai học hành giỏi giang. Công việc của bố con thuận lợi. Ok. Còn đây là lời cầu nguyện của em bé. Em ngoan của mình. Nó tội nghiệp bé quá bạn. Nhà giang đầy bụi. Có tiểu cương nữa. Gì đen vậy? What the... Ủa cái gì đen hả bạn? Hả? Để tôi bị một cái gì đó đen đó. Nó đập vô mặt tôi. Quỷ nè. Đây là bức ảnh gia đình nhưng mà tại sao chỉ có 3 người thôi? Gì đây? Hãy viết một đoạn văn ngắn về người em quý mến nhất. Nhà em có một anh trai, em quý anh hai lắm. Hôm trước em làm một cái vòng tay tặng. Anh hai rất vui và cắt kỹ ở nơi không ai biết. Em cố gắng làm việc nhà chăm chỉ cho anh hai đi học để anh hai lớn lên, anh hai giàu. Anh hai dắt em đi xem múa rối nước. Em mong anh hai mau lớn, anh hai bảo vệ cho em. Lời phê của giáo viên. Câu từ lủng củng, lập từ quá nhiều. Giáo viên cũng chỉ là con người thôi, không hiểu được. Con bé này khổ như nào. Vô bếp được nè các bạn. Ok, lắp tay cho bé Huyên. Ôi trời ơi, lại bị mấy con dòi bọ nó ăn xác kìa. Mấy quỷ này nhiều quá ta.
cái nhà này nên mua đồ xịt chống dán đi nha. Tiểu cừu nhiều lắm á. Ơ, múa luôn kìa. Ê, em ơi, em ơi, trời, dẻo dữ, quá dữ luôn kìa, múa ba lê à. À, múa rối nước các bạn. Đây là cái tâm nguyện của bé Huyên là sẽ được đi xem múa rối nước. Trời, khắp nơi toàn là giấy. Gì đây? Cho anh xin cái bức tranh nhé. Bức tranh vẽ người thân xoay lưng. Sao nhìn cảm giác buồn buồn. Hay, em gái à. Nhưng mà tại sao nó không vẽ mình nhỉ? Nó vẽ ba mẹ của nó thôi. Ba mẹ và nó chứ không có mình. Em ơi, để mình đi vô đây lại xem có gì không. Đây chỉ có những cái bức tranh mà nó vẽ. Đây là cái tâm trạng của con bé Huyên. Mình tìm được cái di vật của bé Huyên rồi. Bên đây mình có thể đi qua bên đây được. À, không đi vô trong đây được. Rồi, đi ra lại. Để cái bức thư vô. À, bức tranh chứ. Nhá. Rồi tiếp theo. Còn một cánh cửa cuối cùng thôi các bạn. Đây cái gì? Bảy sắc cầu vồng trong tay bé nhỏ. Cùng nó em thành cô họa sĩ nhỏ. Let's go. Họa sĩ của anh. Em ở đâu? Gặp lại ông nữa đó bạn. Nữa đó chứ. Lại đòi chém xích mùi. Lại đòi chém, lại đòi chém, lại đòi giết. Con dài cưng của bố đây nè bố ơi. Sao bố gửi con què? Chân rối bố nè. Chân rối xăng xua nước nảy. Con Huyền đâu? Con Huyền đâu? Ai mà biết? Rồi. Bên kia, cái bàn thờ bên kia nữa. Ui, trời ơi. Lấy sao mà trốn. Cánh tay rối thô ráp được cầm một hộp màu cũ kỹ không thể gỡ. Mày quá, có cái bàn đây. Cút đi ông ơi. Đi thẳng qua bên đây luôn mày. Let's go. Let's go. Oh, wow, ông cha chết tuyệt của tôi. Sợ ông quá mà. Cái nhà của ông ngập nước rồi kìa. Ông không lo ở đâu ông kiếm vợ con ông đập. Ông chém. Đây. Thương tình tôi mới lắp cái tai vô cho ông. Ông bố bụng bia. Lắp cái chân vô cho ông luôn. Trên tay ông cầm cái gì vậy? Ế? Rồi, đòi cái gì nữa rồi đây. Cái kéo nào lấy không? Không chịu. Đây cái gì đây? Học bạ tiểu học của Huyên. Kính gửi phụ huynh cháu Nhật Huyên. Cháu Huyên còn nhỏ nhưng mà rất hay mơ mộng. Trong giờ học ít tập trung nghe giảng. Theo điểm số cuối kỳ cô thấy cháu chỉ có khiếu với môn mỹ thuật. Có lẽ gia đình đăng ký cho cháu học thêm môn hội họa. Sau này có cơ hội làm họa sĩ nổi tiếng đấy. Có năng khiếu môn hội họa à? Khá là giống em bé trong Devotion ấy. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh sáng quá nè. Đi ẹ. Không đi vô đây được. Vậy là mình sẽ đưa cái học bạ của bé Huyên cho cha nội này. Cầm cái học bạ xong rồi tức giận nè. Đó, nhào nát. Xong chửi. Đó, 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 đó. Quay giật xuất hiện đó. Thức tỉnh đó. Bắt đầu đi kiếm nè. Đi kiếm gái chửi nè. Đi ẩn gì đi.
Việc nhà không lo, suốt ngày cứ vẽ vời vô bổ. Ôi trời ơi, quăng cái hộp màu của con bé xuống bồn cầu chứ. Ông bố ông hách dịch dữ trời. Ông có phải là con người hay không? Là củ Huy sao nỡ quăng vô cái chỗ dơ bẩn này. Con nhỏ quý hộp màu này lắm. Nó mà thấy bạc màu vầy chắc buồn lắm. Buồn dữ luôn. Ông bố hách dịch. Ui em bé, em bé Huyên khóc kìa. Nó thấy và nó khóc cái vậy. Nó không dám làm gì hết á. Giống như là nó thấy là ông bố vứt hộp màu của nó vô bồn cầu mà nó không dám làm gì hết. Chỉ biết đứng nhìn và khóc thôi. Thương con trai cho dữ vô. Xong mà phát hiện là con trai là con của ông hàng xóm. Cay. Mình thấy cái khúc mà mình đi tìm mấy cái đồ á, thay vì xuất hiện cái ông bố liên tục chửi bậy thì nên đổi thì hay hơn. Giống như là đi tìm cái đồ vật của ông bố thì ông bố sẽ xuất hiện và ông bố gượt mình. Còn bà mẹ thì bà mẹ sẽ gượt mình. Còn cái vật của Huyên á thì sẽ là con bé Huyên nó gượt mình. Như vậy nó sẽ đa dạng và nó hay hơn. Chắc là ý muốn nói là ông bố là phản diện chính của cái game này. Rồi, mình để vô đây. 4 cái đủ rồi đây. Uầy quá. Trời ơi, cái xác của nhỏ đó bị Tiểu Cường. Không uổng công ta chờ. Đoạn đường còn lại trăm sự nhờ tiếng của bà Hay Bói à. Tiếng của bà Phương các bạn. Bà Hay Bói đầu game á. Bà Hay Bói mà để hướng dẫn cái thằng này. Chạy thôi. À, mình đã thức tỉnh con quỷ rồi kìa. Là sao? Ê, con quỷ này là quỷ gián hả? Ui, con gián các bạn, con gián. Chính xác là con gián đấy. Quỷ gián các bạn ơi. Lên xe, lên xe. Chiếc cướp của ta. Let's go. Trời ơi, quá giật Tiểu Cường. Sao hôm nay lái xe mà mình nhậu vậy? Hôi quá. Thôi thôi, cái đồ bố mày. Mình ai đang chửi à? Đi đường mà nhậu vậy không có an toàn, tôi lo tôi nói chứ gì đâu mà mình cọc cằn với tôi. Biết mẹ bố mày đã điên nhá. Cầm cái mồm chó lại, lại nhảy suốt ngày à. Tao ra đường nhá, người ta chửi trên đầu trên cổ tao kìa, tao phải nhìn đấy. Về nhà thì vợ con lem em. Ôi giời. Cọc tính quá. Mẹ mày, à. Mẹ mày cái con lắm mồm này. Mình ơi, đang vào vai ông bố à. Ngược chiều mà. Mày thì ngược chiều á. Mày cầm cái mồm mày lại cho tao con đi. Ok, mày cầm. Nice. Mẹ mày phải không? Cho cầm luôn. À, mình chạy xe các bạn. Trời ơi, tôi tưởng đó là nãy giờ tôi đang coi phim, tôi không để ý là tôi phải điều khiển các bạn. Mẹ mày cái con lắm mồm này. Mình đang được chứ. Wow, từ. Mày cầm cái mồm mày lại cho tao con điếm. Giờ chạy xe luôn á. Cái đéo mẹ mày. Tắp về thôi. Tắp về thôi anh ơi. Tắp. Bỏ tay mẹ rồi. Quê quê. Ui, bị ma cầm tay chạy rồi vậy. Quay, bị ma Tiểu Cường cầm tay rồi. Ui, what? Kinh. Ma Tiểu Cường. Trời ơi, đã con Tiểu Cường lúc mà nó chưa thành ma, nó chưa thành quỷ là đã ghê rồi. Bây giờ nó tiến hóa thành ma nữ Tiểu Cường luôn á. Giờ mình quay sang lại cái khu trọ của mình à. Mèn đét. Giờ phải chui. À. Chỗ cầu cơ à.
chia sẻ thật lòng từ phóng viên sống tại chung cư X, người tận mắt chứng kiến lễ giải hạn chục vong của gia đình 4 người vào năm tháng 9. Đây là những cái chia sẻ về cái buổi chục vong mà va chạm với xe tải khiến hai người thiệt mạng, tài xế xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường. Câu chuyện động thổ không thành của tòa chung cư Phong Xích Lan giữa Sài Thành, sự việc đau lòng xôn xao dư luận mấy ngày qua tại khu chung cư Phong Xích Lan về vụ án LĐNH 15 tuổi. Ngày 4 tháng 4, khánh thành chung cư Phong Xích Lan, tòa chung cư chính thức đi vào hoạt động. Vậy là những cái... À, mình thắp mấy này lên à. Mình thắp sao cho nó đúng cái trình tự hay sao? À, vậy đầu tiên cái này. Rồi cuối cùng trên đây. Ơ, cánh cửa nào mở đấy? Nghe tiếng mở cửa nhưng mà cái này là cái lễ cầu cơ. Trời, ông bố bị quẹo cổ, bà vợ cũng bị quẹo cổ luôn các bạn. Hình như cái cửa nó mở ra đúng không? Ở đâu? À, bên đây à. Giật Huy, cuối cùng ngươi cũng đến được nơi này. Rồi đóng cửa nhốt mình luôn à. Trời ơi, theo dõi luôn á. Gì nữa, 53 năm trước nè. Ngũ hành khiếm khuyết. Ai đang nói chuyện vậy? À, cái băng. Bốn thi thể của bốn thiếu nữ. Là bốn cây đinh này đúng không? Cắm vô nè. Gửi sao? Vì hình con phản bội à? Tai ương lẫn quỷ quái vật tiểu cường hả? Trời ơi, con trai mà còn phản bội ông nữa hả? Mắc kẹt giữa rìa địa ngục à? Linh hồn của em gái mình bị bắt để dùng hồi sinh con tai ương à? Thằng con của ông này chắc là ông thầy phép. Chắc là ông thầy phép mà cái bà mẹ cầu cứu để có con trai á vậy. Trời ơi, nói nhiều dữ. Bắt mình, nhốt mình xuống đây để nghe. Rồi bắt đầu ghè đó. Thank you.
Tai ương phong ấn ông này. Mở. Oh my god. Trời ơi. Lại còn thế nữa, lại còn rút ra đi. Ta sẵn sàng rồi. Tôi cảm nhận có đềm nha. Một cây rồi. Ông này có lừa tôi không? Má, tôi sợ nó lừa tôi. Hai cây rồi. Nhưng mà mình đâu có lựa chọn nào khác đâu đúng không? Tức là nó đã nhốt mình trong đây rồi. Mình chỉ... Cảm giác câu chuyện vẫn còn rất là dài. Trời ơi, trời nguyên một cái xác con Tiểu Cường bự chà bá trong tủ này luôn á. Ủa, con này... Ổng nói ổng trong đây. Bây giờ, ông ta đang nắm trong tay thứ gì đấy? Ủa, ông này bị biến thành con gián. Ê, con gián mặc áo cà sa các bạn. À đâu, con gián mặc áo hài bói. Con gián tinh nè. Bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh được đưa bởi hài cúng. Bên trong có chứa gì đó. Chứa gì? Quê. Ờ luôn. À. Gì? Đừng có nói là tôi... Con gián đừng gượt tao nha. Cái đường dài dài này mình sợ lắm các bạn. Lỡ mà nó tỉnh dậy nó gượt tôi một phát rồi tôi phải chạy thục mạng lên trên kia luôn ấy. Cái game này lấy ý tưởng và học hỏi từ Devotion rất là nhiều luôn ấy. Mình thấy nó có... Mình thấy rất là giống... Cái cách xây dựng rất là giống Devotion. Nhưng mà phải nói là làm rất là tốt nha. Mình chơi mình không bị một cái lỗi nào luôn á. Từ nãy giờ mình chơi là mình thấy mình không bị lỗi luôn. Ờ, nãy giờ mình không có bị lỗi. Rất là may. Ủa là sao? Bạn đã hoàn thành 60% của trò chơi. Chapter 3 và 4 sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất. Ủa, vậy là... Trời đất. Vậy là mình vẫn chưa có được bản full à. Vậy là nãy giờ tôi chỉ chơi phân nửa cốt truyện thôi. Wait, what? Vậy phải còn bao lâu nữa mới có chapter tiếp theo? Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới đây. Tôi tưởng đâu là game này đã có một cái phiên bản hoàn chỉnh rồi. Vậy là con nhỏ em gái của cái thằng này là bị bắt. Bị bắt cái linh hồn để hồi sinh con Tai Ương. Con Tai Ương là một con ma nữ. Ma nữ hình con Tiểu Cường các bạn. Ma nữ dáng. Má, vừa ghê, vừa dơ, vừa thấy gớm luôn. Mình thấy mình rất là thích cái hình tượng con ma nữ gián các bạn. Mình thấy nó lạ. Nó ghê. Theo nhận xét của mình là mình thấy game này khá là ổn. Game khá là ổn và chắc là khi mà nó ra chapter 3 và chapter 4 mình sẽ chơi tiếp cho các bạn xem. Rồi, nếu các bạn thấy video hay đừng quên like và comment nhé. Bye bye.